Thưa quý vị, mặc dù thành phố Đà Nẵng nới lỏng nhiều hoạt động, trong đó có quy định đi chợ của người dân. Theo đó, Đà Nẵng cho phép người dân ở vùng vàng được đi chợ 5 ngày một lần, người dân ở vùng xanh đi chợ 3 ngày một lần. Song vẫn trên tinh thần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay. Tại chợ Cồn vào sáng nay, ngoài những người thuộc các tổ cung ứng cộng đồng đi mua giúp thực phẩm cho người dân trong tổ, thì bắt đầu từ hôm nay, người dân ở vùng vàng trong khu vực cũng được phép trực tiếp đi chợ với tần suất 5 ngày một lần và phải xuất trình giấy đi mua hàng QR code khi vào chợ. Em là vùng vàng với lõi xanh, được đi chợ ngày 5 lần. Thì đây thì cũng cố gắng giữ khoảng cách và khẩu trang đầy đủ. Ở bên chỗ khu vực thì cũng là vùng vàng, là có giấy đi chợ, nhưng mà trong giấy nó là cái ngày có nhà họ đúng cái ngày mà 5 ngày mới đi chợ lần. Thành thử là có những cái nhà họ chưa tới ngày đi chợ, họ chưa được phép. Tức là họ thiếu thức ăn đó, mà nhờ mình mua, mình phải đi mua. Bên trong chợ, các quầy hàng đều bố trí xen kẽ, cách xa nhau, có vách ngăn ni lông. Các tiểu thương tuân thủ tốt quy định 5K. Ban quản lý chợ Cồn chúng tôi là hiện nay là đang mở cho khoảng 50 hộ kinh doanh cái ngành hàng thiết yếu để người ta ra, người ta là bán hàng phục vụ cho cái tổ Covid cộng đồng cũng như là cái người dân cái vùng vàng của Hải Châu hơi chúng ta. Hiện nay 50 hộ kinh doanh mà ra chợ kinh doanh thì đều phải tiêm một mũi vaccine và thực hiện cái xét nghiệm Covid là 3 ngày một lần. Được phép hoạt động trở lại từ ngày 31 tháng 8 đến nay, chợ Thúy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang luôn duy trì nghiêm túc công tác phòng chống dịch. Hiện phần lớn các xã ở Hòa Vang đã chuyển sang vùng xanh, nơi đa phần người dân đi chợ đều đến từ vùng xanh của huyện, song ai nấy đều ý thức và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Chợ Thúy Loan có khoảng 250 hộ tiểu thương được phép kinh doanh, tất cả các quầy đều có vách ngăn, tuân thủ giãn cách. Tiểu thương được xét nghiệm 3 ngày một lần và đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tại là tỷ lệ là bữa nay là coi như khoảng 40% trên tổng số tiểu thương là 600 hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ. Ở đây là xuất vé trước mắt là vùng xanh, còn vùng vàng là ở những nơi lân cận như ở Cẩm Lệ, Hòa Thọ rồi thôi. Chứ còn tất cả là coi như là ở các chốt người ta đã kiểm tra chặt chẽ khi đến chợ. Dạ em vùng xanh. Dạ đúng rồi, em chỉ đi chợ thôi chứ còn ngoài ra không đi đâu hết á. Dạ thì mình phải đứng cách xa 2 mét với lại đeo khẩu trang với lại xịt khuẩn. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết cho tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố có gần 20 chợ truyền thống đã hoạt động trở lại. Trong những ngày đến sẽ có thêm nhiều chợ nữa đủ điều kiện được lần lượt mở cửa để phục vụ người dân, nhất là các chợ ở vùng xanh. Tuy nhiên mỗi chợ chỉ cho phép một số lượng tiểu thương nhất định buôn bán kinh doanh những mặt hàng thiết yếu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.